Ui, Vì đang làm gì mà ngồi ghế đá giống như kiểu là đang chờ khách đấy. đang chờ khách xem Morning màu đỏ đầu kia. Morning con đấy, con màu đỏ kia. Và đó là vừa rồi mua của anh chạy Grab chạy 30-40 củ một tháng đó. Con đấy là đời bao nhiêu chủ tịch nhỉ? 2015. 2015 anh ấy đang lên chạy thử à? Anh ở đâu lên? Bên quận 7 lên, nãy giờ đi nửa tiếng rồi chưa thấy đâu rồi. Chủ tịch có con xe nào mới về ông chia sẻ cho anh em cái anh em xem chơi. Mới về hả? Đấy, mới lấy con này nè. Mới con nào? Đấy. Đấy, chú ra xem. Con xe này á hả? Ừ. Xe này nó nhỏ đấy. Giống cái xe đồ chơi đấy. Con này mà đồ chơi gì? Con này là xe hai cửa đấy. Xe thể thao hai cửa hả? Thể thao hai cửa đấy. Xe của Trung Quốc hả chủ tịch? Con này là Hàn Quốc. Hàn Quốc hả? Ừ. Sao xe này em có thấy người ta chạy ngoài đường đâu ta? Để chú tới xem đây. Đấy, cho xem thì chú không biết gì. Em nhìn đi sao nó nhỏ giống như kiểu là xe đồ chơi ấy. Xe hai cửa thiết kế form dáng của 7. Xe 72 anh em Vũng Tàu à? Đúng rồi. 52586 biển đẹp phết nhỉ. Đi rồi hết rồi. Rồi em đây ngồi nãy giờ em lại tưởng con xe mô hình đồ chơi. Con này là Lajang 18 in nhé. Xe này là xe gì đấy chủ tịch? Con này là Hyundai Genesis. Hyundai Genesis. Ừ. Lajang 18 in. Lần đầu tiên em thấy con xe này đấy. Lốp Lê Chi Linh. Xe này có là lên nóc rồi nhảy vào đây à? Con đây có cái lỗ này. Mở cửa ra. Mở cửa ra. Qua bên kia mà được. Bên kia. Qua bên kia. Gặp xuống này hai bên được luôn đấy. Có nghĩa là mình ấy xong rồi mình chui vào trong này. Đấy, chui vô. Đây em chui vô đây. Đây bước này, chui vô đây, chui đây. Ui giời, cái vô lăng này đẹp đây chủ tịch ơi. Đó. Vô lăng thì sao nó vô lăng nó méo méo này nhỉ? Vô lăng nó đổ lên rồi em ơi. Em carbon thôi. Em tưởng là vô lăng cái nút gì đây? Nút để ta tốp. Là mình muốn là mỗi lần mình nổ máy là mình nhấn vào đấy à? Không cần phải để khóa, chỉ nhấn một phát nó ra nó nổ máy. Có cả tivi rồi ấy đầy đủ đấy chứ. Cái đây màn hình Android. Màn hình Android à? Ừ. Em thì tưởng tivi. Đấy ngồi chú ngồi vừa. Ôi đây. Đây. Được đấy. Đấy. Chà. Thoải mái nha. Chủ tịch lúc nào cho em mượn cho em đi tán gái ấy nhá. Vô tư luôn. Có được không? Được. Đấy con cửa sổ nóc vào này, toàn cảnh. Cái cửa sổ này để khi nào mà ví dụ như ấy là chui ra đấy à? Ví dụ như là đi lội sông lội suối thì có cửa sổ nóc mình chui ra được. Có nghĩa là lội sông lội suối là mình cứ chui đầu ra để mình thở đấy à? Đúng rồi. Thế thì tiện đấy nhờ. Đầy đủ chức năng hết á, để bên qua bên kia để máy cho nè. Chủ tịch để máy qua để máy cho nè. Đẹp phết đấy nhờ, chìa khóa này. Đây, chìa khóa này, số tự động này. Con này là mấy chấm đấy chủ tịch ơi? Con này 2.0 em ơi. 2.0 à? Đấy, để ta tốt chỉ cần nhấn cái này nó đề nhá. Nổ máy thấy không? Nổ máy luôn. Có cái gà cái này là lấy cần số vô lăng này. Gãy số vô lăng luôn. Đấy. Kinh nhờ. Tích hợp phim bấm này, túi khí này. Túi khí à? Xung quanh xe đấy. Ấy chà, sao nó nhiều túi khí thế nhờ? Xe này thì không phải lo, an toàn, đủ an toàn cao lắm. Xe này mà đúng chất chủ tịch đấy, nhưng mà chủ tịch đi con này không hợp. Em nghĩ là mấy anh em thanh niên đi chưa vợ đi hoặc là chưa có bạn gái đi con xe này thì khả năng là có bạn gái thôi chứ còn. Đây, ghế điện này. Ghế điện luôn. Ghế điện lên là chủ tịch nhấn vào đâu đấy? Bên này, bên hông này nè. Nhấn bên hông à? Nhấn lên trên kia nó lại có phim bấm ở trên táp lô kìa nữa cả. Rồi, gương kính chỉnh điện nằm trên này. Thiết kế trên này nó gọn đấy mà. Chủ tịch mở tiếng nhạc cho em nghe. Trời. Con này chưa kết nối. Chưa kết nối chưa có nhạc. Nhưng mà chưa kết nối 4G à? Chưa 4G, có màn hình sẵn rồi. Đấy. Cửa sổ nó vẫn hoạt động bình thường đấy. Chủ tịch mở nắp ra cho nè. Toàn cảnh nhá. Mở nắp ạ. Đây. Đem thò đầu ra cái nhá. Đấy. Thò đầu ra. Ui giời. Ui giời em thò đầu ra này anh em. Đấy. Ui. Ui giời, con này chui ra được là ngon đấy nhá. Được. Đẹp đấy. Con này là bao nhiêu tiền chủ tịch ơi? Con này 4 đồng 1. 4 đồng 1. Ừ. Còn bớt không chủ tịch? Còn bớt luôn, còn bớt cho anh em nào. Nhưng mà con này sản xuất đời bao nhiêu? Đời 2011 nhập Hàn. 2011 nhập Hàn. Lên nói chung là lên cái bộ đồ chơi với của xe này là hơn gần 30 củ rồi. Gần 30 củ. Anh em mua về thì sẵn đi thôi. Ui giời ơi. Không mà làm gì. Đấy, bộ ghế không nhìn bộ ghế rồi bọc rất là đẹp nhá. Con này còn đăng kiểm gì? Đăng kiểm con, đăng kiểm này đây, đăng kiểm đến 2023 cơ. 3 lần tháng 5. Ừ. Rất là lâu. Đấy. Chủ tịch. Đây khóa khiển thông minh, điều khiển lốc khiển từ xa này. Ừ. Hyundai. Anh em nào mà chưa vỡ lấy con xe này đi thì đảm bảo là quá chất luôn.
hóa chất luôn. Ừ. Rồi, cảm ơn chủ tịch. Con này thì chạy vòng quá đẹp rồi. Ở chủ tịch chạy thẳng về kia cái xem nào. Đấy. Đấy, rồi, ui giời đẹp phết nha. Cửa số nóc này á, chào anh em này. Ôi giời đẹp quá chưa này. Đấy, em quay toàn cảnh cho anh em mua con xe đây. Này đi Đà Lạt là hết ý luôn nha, gầy số vô lăng luôn nha. Anh em nào không thích là số đồng vô đây lấy này. À gầy cứ gầy ra. Xe đua đấy. Rồi, ok, cảm ơn chủ tịch nha. Rồi, chào anh em nha, anh em nào quan tâm thì alo cho chủ tịch em nha. Màn hình đẹp chưa? Bye bye.